Hoa pháo đây. Đúng rồi. Anh bảo cân. Đây, súng hoa pháo đây. Ủa, súng hoa pháo đây. Ôi, dạng ơi. Anh ở đây, anh chờ anh. Xin chào tất cả quý vị và các bạn nhé. Hôm nay Lợi TV đang có mặt tại xã Đức Xuân. Vâng, nói đến xã Đức Xuân thì người ta thường thường lại nhắc đến một cái thác nước của di sản quốc gia là thác Lạm Tạo nhé. Nhưng mà ngoài thác Lạm Tạo ra còn ở Đức Xuân rất nhiều cái danh lam thắng cảnh mà chưa được khám phá hết. Hôm nay Lợi TV được một người dân địa phương tại thôn Xuân Thượng hướng dẫn đi một cái hang cực kỳ đẹp mọi người ạ, gọi là hang Nậm Tan của bà con nơi đây. Thì mời quý vị và các bạn cùng Lợi TV đi khám phá cái hang này nhá. Hôm nay Lợi TV đi cùng A Páo và em Phúc kia, em đang đi trước với A Páo kia là người dân địa phương ở nơi này. Đây là lúa của bà con. Cái hang này thì cách trung tâm xã khoảng độ tầm 5 cây mọi người ạ. Từ trung tâm xã đi thẳng vào qua qua thác Lạm Tạo vào trong này thì khoảng độ tầm 5 cây số thì nó sẽ tới hang. Đi bộ một đoạn, đi xe máy, TV đi xe máy bên kia và đi bộ một đoạn nữa là sẽ tới hang. Mời quý vị và các bạn cùng TV vào xe hang nhá. Bạn nhá. À, Báo đi cẩn thận nhá. Đi này có xa đâu không? Hang này hang núi đá hay hang đất đây? Hang đá. TV vừa đi vừa quay tay đây. Hôm nay đi vào bản mất quần rồi, đang mặc quần sau thôi. Lợn. Vào đây có gà ăn ngay. Có gà chạy thôi, chưa được ăn. Đi. Con này. Có gần lợn này. Lợn này. Họ đi xe máy được cả. Con này đi vòng bên kia. Mà khó đi. Thì anh em đam mê mang đến. Những cảm giác là mới lạ. Tự nhiên là đi vào bản này. Đi cả cái này là chốt tự động. Cái này chỉ chốt tự động. Cái này cửa tự động đóng nhá. Đấy. Anh thấy chúng ta nó có cửa tự động đóng này. Đấy. Thì thấy chưa? Có cái hàng linh này. Tiến vào một cái rừng vầu. A Páo đi mặc quần. Cây có 5.000 đâu phải không anh? Vâng ạ. Một cây 5.000 ở nhà nhé. Cây dài 20 mét. Cây 20 mét, giá 5.000 đâu. Rừng vầu già lắm rồi. Ai mà vào đây mua thì... Mùa măng lấy măng ăn thôi nhỉ? Vâng ạ. Phúc nhỉ? Dạ. Ai mà vào đây để mua một cây 5.000 đâu chắc không? Thôi, lại. Ở đây họ chỉ lấy măng là chính thôi. Lấy măng là ăn mới bán thôi. Vầu thì cơn bản với vận chuyển ở đây nó hơi xa, chỉ có bà con tự lấy về sử dụng thôi nhỉ. Cái Lậm Tan này là cái tên địa danh của thôn hay là tên địa danh của khu vực? Khu vực đấy à? Xóm đấy. À, xóm đấy. Ở cái chỗ này khi để xe cái là xóm Na Tông. Kia xóm Na Tông, còn đây là xóm Na Tăng. Xóm Na Bang ở trên mình lên dốc ấy, chỗ đây là xóm Na Trang. Na Tông à? Đây là bãi ruộng ấy. Chuẩn bị sắp tới rồi nhỉ? Vâng, Na Tông là ở dưới kia. Na Tông lúc mình đi qua. Tới bắt đầu đến cửa hang này. Ôi, đây là xóm Na Tông rồi cả nhà. Danh năng làm thắng cảnh cấp quốc gia cả nhà ơi. Đây là họ khách du lịch đến họ cũng có ý thức để đồ gọn vét rồi đấy. Theo con đường có thể gọn đấy, không mấy đi rõ. Đây à, bắt đầu vào hang đây. Vâng, con đường vào. Có phết đấy, mới vào là có quốc gia đấy. Ôi, vào đây lạnh. Vào đến đây lạnh luôn. Cấp quốc gia mà. Cửa hàng. Biết vào cái quần này nó bẩn lắm nhỉ.
Mình mặc quần sạch rồi. Nước thì ở trong hang có rồi. Đấy, đi hơi khó. Đồng nó đầu xuống hơi khó tí. Ui, vào mây mù rồi. Sương chắc là do thác, sương cái do nước thác. Lần đầu tiên thấy sương mù không ạ? Xuống đây nhiệt độ vừa ăn 1-2 quả bánh nhá. Nhưng cái ấy là đẹp nhỉ? Ăn được 2 quả bánh. Kìa thấy nhũ nữa. Thác nước rồi, xem cái bồn đá này. Cả nhà nghe âm thanh gì không? Thác nước rồi nãy. Sắp tới. Rộng nhỉ, vào trong càng vào càng rộng. Rút đầu ra đấy. Đầu ra cũng là cậu kìa. À, ra đấy à? Họ bảo cái hang này là hang có ruộng bậc thang đẹp đây phải không? Đúng. Trước là bị đi vào đây khám phá xong chụp ảnh nhỉ? Hang có ruộng bậc thang ở ngoài cuối hang à? Đây đây, cái hang đây. À rồi, ok, kia. À. Mình hôm nay là mang đèn hơi ít nên là ánh sáng không? Chưa đủ lắm. À đây, mình tí mang thêm đèn nữa đi. Bên một thang đá này. Rốt một thang. Đẹp chưa? Thác nước. Đây là lòng lọc đấy chứ. Ôi nhiều đấy nhỉ. Này họ bắt lòng lọc mình ăn được mà nhỉ. Ở đây là điểm đẹp nhất rồi đó. Điểm đẹp đấy. Đây là hết rồi. Đây là điểm đẹp nhất đây, mình đây. Ruộng bậc thang đây mọi người. Kia là như một cái đập nước kìa. Như một cái đập nước kìa. Có đường lên đấy được không? Nhìn đây, nhìn đây. Đây, nhìn này. Như ruộng bậc thang. Nó chạy à cái hầm hang kìa. Yeah. Như một cái đập luôn này. Đập. Nó làm thành một đập luôn nhỉ? Yeah. Hay thật. Đây như một cái đập nước chảy. Mày phúc rồi cầm cái đèn siêu sáng đi để sáng rồi. Ruộng bậc thang đẹp nhỉ? Nhìn đẹp thật đấy. Hang nó quá đẹp ở cái hang ruộng đất. Đây đây các chú. Kìa như cái bể ấy nhỉ? A Pao làm gì đây? À, đây là quả súng A Pao. Mấy A Pao mới tìm thấy ở trong hang Nam Tan. Hôm nay quả đi tìm súng A Pao. Thất lạc lâu rồi à? Đúng rồi, có to không? Súng A Pao to thế. IOP 60 phin. IOP 60 phin. Mua sai. Quả súng A Pao. Súng ấy. Súng A Pao. Bắn một phát là trúng đúng hang ấy nhỉ? Cái này như ở cái sân vận động thôi. Trong này đi không cần thần lạc nhỉ? Lạc chứ. Lạc chứ.
Rồi đi đường nào về đấy?